tập 12. Xem ra Diệp Bách Hợp thực sự có vấn đề. Cứ dùng khí chú không giết. Là tôi lỡ tay làm cô ấy bị thương. Không sao đâu. Chỉ là viên đạn bắn xuyên qua vai. Thế thì là tôi rồi. Thì ra là anh nổ súng bắn vợ tôi. Hai người cũng giống nhau sao? Hắn là kẻ thù của tôi. Tôi không tin thanh niên nhà tôi có vấn đề. Việc này cậu lại không báo cho tiểu đoàn trưởng Mai biết. Vì sẽ ra bất ngờ lại gấp gáp, cho nên đã lập tức để đại đàn cung xuất phát rồi. Vậy sau khi xong chuyện, cậu đã nói lại với tiểu đoàn trưởng Mai chưa? Tôi vẫn chưa kịp nói, vì biện. Trừ ta nói cậu chuyện gì cũng tìm lý do được hết. Cậu giỏi lắm rồi. Bọn họ trước đây là lính trong đội cậu. Cách cậu dùng họ không có vấn đề để trách cả. Nhưng bây giờ cậu là cán bộ của Mạnh Hổ Doanh. Cậu phải biết được mối quan hệ lợi hại trong đó. Tôi đã nói với cậu như thế nào là lợi hại trong sự đoàn kết chưa? Cậu có nói là gió thổi qua tai sao? Lại còn ăn nói đâu ra đó. Cậu dẫn dắt quân kiểu gì thế? Để cho bọn họ học theo cái thói đó sao? Chủ nhiệm thôi, tôi cũng không có ý đó. Tôi nói cho cậu biết, vì việc này cậu viết ngay một bản nhận biết tư tưởng cho tôi. Rõ. Cậu muốn nói gì? Tôi muốn nói tôi đồng ý với Trừ Thạch Lỗi. Cứ vậy đi. Đúng rồi. Đại đàn cung bao giờ đến thành? Sẽ nhanh thôi. Sao rồi? Không đi được. Bọn quân phiền đang đi tuần tra. Còn đường nào khác không? Chúng ta chỉ còn cách đi lần vòng qua núi Đại Linh. Nhưng mà nhanh nhất cũng mất hơn mười mấy ngày mới tới nơi. Không được. Nhất định phải nhanh chóng vào thành. Chung miệng đánh phục kích. Mấy người các cậu bố trí phục kích ở phía trước. Phải nhanh. Rõ. Hai người các cậu đi theo tôi. Nhanh lên. Anh điên rồi phải không? Chỉ có mười mấy người chúng ta, liệu có được không? Đang đêm, bộ quân phiệt rất khó phân biệt được chúng ta có bao nhiêu người. Ta khiến di động quăng nhiều lựu đạn chút. Trong lúc chiến đấu nó mới lợi dụng quân phiệt. Bọn chúng chắc chắn sẽ không dám xông lên đâu. Không có nhiều thời gian nữa, hành động thôi. Đánh. Đại đội sắp đến rồi. Đánh mạnh lên. Nhanh, là cho Mạnh Hổ Doanh hướng về phía bắc, dây bọc tấn công quân phiệt, không được để cho chúng chạy thoát. Mau rút quân, nhanh hướng về phía đông rút quân.
rút quân. Được rồi, mau về đi. Hai người các cậu nhớ kỹ, nhất định phải bảo vệ an toàn cho chủ nhiệm thôi. Rõ. Tôi biết, bọn họ là tiên phong mà cậu dành công lựa chọn. Yên tâm đi. Được rồi, các đồng chí, xuất phát. Sao đột nhiên anh không nói lấy một câu? Anh bảo tôi nói gì? Tôi vẫn nên nhanh chóng quay về với kiên điểm thôi. Thôi đi, anh xem bộ dạng của anh bây giờ kìa. Tôi làm sao? Anh nói xem, tối hôm qua chủ nhiệm thôi nói giận như vậy là thật hay giả? Tôi cứ có cảm giác. Ý gì chứ? Người cũng đi rồi anh còn diễn kịch sao? Tôi nói này, có phải hai hôm nay diễn kịch nhiều quá nên bị nghiện rồi không? Định tập cho tốt rồi vào đội tuyên truyền làm diễn viên sao? Nào 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 nào, diễn tiếp đi, diễn tiếp cho tôi xem. Chúng ta hỏi tí là cãi nhau, đã tạo thành lời đồn bất hòa trong ảnh hổ danh rồi. Qua đổ quy nhất định sẽ dần dần mất cảnh giác. Anh nói đúng, nhưng anh phải giải thích cho tôi việc đại đạn cung là như thế nào. Rốt cuộc là anh lén lút sắp xếp bao nhiêu nhiệm vụ cho cô ấy thế? Người của tôi không cần sắp xếp nhiệm vụ, trong mắt của họ tự có nhiệm vụ. Thôi đi, vừa nói như vậy liền lên mặt rồi. Tôi nói cho anh biết, đợi sau khi rõ ràng mọi chuyện rồi, tôi sẽ xử lý anh. Đợi khi rõ ràng mọi chuyện rồi, chúng ta phải khoa tay múa chân cho rõ. Khoa tay múa chân? Anh dám khoa tay múa chân với tôi sao? Nào 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 nào, lại đây, đang ở ngoài đấy, đừng để các binh sĩ cười chúng ta. Anh thôi cái trò đấy đi, chỉ biết nói suông thôi. Đóng cửa lại. Tiểu đoàn trưởng, sao rồi? Tổng bộ có chỉ thị gì mới không? Dưỡng thương cho tốt. Nếu có nhận được điện văn thì ra ám hiệu. Rõ, tiểu đoàn trưởng. Nhưng mà tôi muốn hỏi, tôi còn phải biến mất bao lâu nữa? Một mình ở trong đó rất bí bách. Lúc cần cậu xuất hiện thì sẽ gọi cậu ra. Không có việc gì thì ở trong đó học chữ đi. Giờ chưa phải lúc để cậu xuất hiện. Mau đi đi. Vốn định lợi dụng chuyện mụn nhỏ bị phục kích để thăm dò điện nụ, không ngờ lại dội ra được việc bất hợp. Thật đúng là trùng hợp. Cũng coi như là không phí công, ít nhất cũng khiến cho Hoa Đỗ Quyên ngồi không yên. Chúng ta đang đợi ở đây. Rốt cuộc là có chuyện gì mà phải đuổi chúng ta ra ngoài chứ? Không nói đến chuyện em dọn giường, bây giờ đến phòng cũng phải dọn ra ngoài nữa. Dứt khoát để cho bọn họ sống với nhau cho rồi. Em đừng kêu ca nữa, hai người họ cũng vì công việc thôi. Tìm chị cũng to thật đấy. Chị Bạch Lộ, chị không thấy là chuyện này có chút kỳ lạ sao? Có kỳ lạ gì chứ? Chị xem, từ khi chúng ta tổ chức hôn lễ, lão Ma nhà chị và lão nhà em ngày nào cũng họp, cả ngày cứ bí mật, việc gì cũng đề phòng chúng ta. Hơn nữa, chuyện mụn nhỏ mất tích mấy hôm nay không tìm thấy người, cũng không thấy bọn họ lo lắng.
Chị không thấy rất kỳ lạ sao? Chị chỉ là người nhà cán bộ. Với lại bọn họ nhiều việc đều phải bảo mật không phải sao? Chị cũng không dám hỏi. Muốn hỏi thì em tự mình hỏi đi. Chị Sơn Hải nói chị. Được rồi, đến đây nào tiểu đoàn trưởng Mai. Viết kiểm điểm thôi. Anh làm gì thế? Viết kiểm điểm. Không phải, anh không sao đấy chứ? Bảo tôi viết sao? Lệnh của chủ nhiệm thôi mà anh còn dám cãi. Anh định làm phản à? Không phải, anh nói có ý gì chứ? Tôi thay anh chịu tội. Anh định để tôi viết kiểm điểm thật à? Anh có lương tâm không vậy? Hơn nữa không phải anh là người của văn hóa sao? Có đúng không? Anh từng đi học, chữ viết đẹp lại ngay ngắn, không đúng sao? Sinh viên tiểu đoàn trưởng, nào nào nào, mau ngồi đi. Xuân Phong lên trước không phải sao? Gì mà Xuân Phong lên trước? Lúc này anh bảo tôi xong lên trước, lúc lên trần sao không để tôi lên đi? Thôi đi, bỏ cái trò này đi. Không phải như vậy, đừng tính số như thế chứ. Không thì mỗi người một nửa cũng được. Ai thèm mỗi người một nửa với anh? Anh tự đi mà viết đi. Anh không thể như vậy được. Chuyện hai ta cùng làm, cùng nhau nghĩ ra cách. Hiện giờ chúng ta là hai con châu chấu trên cùng sợi dây. Ai làm châu chấu với anh? Châu chấu cái gì chứ? Anh không phải châu chấu, anh cũng ở trên sợi dây có đúng không? Chân to hai ta gắn liền với nhau. Anh làm sai tự mà đi giết, sao lại tự tôi giết? Chúng ta phải cùng nhau giết. Được rồi, được rồi, được rồi. Đừng lôi lôi kéo kéo nữa. Sao anh lại nổi nóng chứ? Được, hai ta nếu đã không ai nhường ai thì tôi có cách này, anh xem được không? Cách gì? Chúng ta chơi giật tay với nhau, ai thua thì người ấy giết. Anh thấy sao? Tôi biết thế nào anh cũng chọn cách này. Được, nhưng anh không được chơi dơ nha. Ai chơi dơ chứ? Đến đây. Được, tôi sợ anh chắc. Ở đây. So sánh cao thấp với tiểu đoàn trưởng. Đến đây. Không được chơi xấu đó. Không chơi bẩn. Nào, chuẩn bị xong chưa? Không được chơi bẩn đấy. Được, thế là xong. Giết đi. Sao thế? Không phải chứ, Trừ Thạch Lỗi. Như thế mà được sao? Sao thế? Tôi chưa thấy ai không biết xấu hổ như anh. Anh có biết không? Thế hôm nay anh coi như đã gặp rồi đó. Đừng chơi bẩn nhé. Đây là cách anh nghĩ ra. Thôi thì phải chịu thôi. Mau giết đi. Giết nhanh đi. Đến cái này anh cũng tính toán. Không cần cách sáo với tôi đâu. Mau giết đi. Mau giết đi. Thôi thì phải chịu. Được lắm, Trừ Thạch Lỗi. Anh nhớ đó. Mỗi lần này tôi sẽ nhớ kỹ. Được rồi, được rồi. Tôi nhất định sẽ trả lại cho anh. Được rồi, mau giết đi. Giết đi, giết đi. Đi đâu được chứ? Em ở trong phòng suốt mà. Mình không thể phủ nổi. Chung quy cũng không có ai có thể chứng minh những điều cô ấy nói là thật. Hơn nữa, Điền Nụ chỉ nói chỉ nghe thấy tiếng đóng cửa, chứ không nhìn thấy Triệu Thanh Liên. Có thể là Điền Nụ tưởng nhầm là Thanh Liên quay lại rồi. Anh nói đúng. Tôi nói gì đúng cơ? Tối hôm đó, việc bất hợp bị người ta đưa đi. Mấy lời anh nói về việc Triệu Thanh Liên không ở trong nhà là có lý. Anh sao vậy? Lại cho rằng đấy là thật à? Tôi không phải là diễn kịch sao? Không, tôi cho rằng anh nói có lý. Chính vì cô ấy là vợ của tôi càng phải điều tra rõ vụ này. Chỉ có như vậy tôi mới yên tâm được. Mau giết đi. Lát nữa chúng ta tách ra, tìm Điền Nụ và Diệp Bách Hợp để hỏi cho rõ ràng. Lại nữa, tôi thấy trong lòng anh muốn chỉ đạo tôi thì có. Vẫn không muốn nói sao? Tôi chỉ muốn gặp Sa Long. Sa Long ở bên ngoài làm nhiệm vụ, trước mắt chưa thể về được. Còn gì cô ấy đi đâu, làm gì, đây đều là cơ mật, không thể nói cho cô biết được. Còn nữa, nếu như người nhà của cán bộ cách mạng có liên quan đến vi phạm kỷ luật của tổ chức, thì trong thời gian bị điều tra xử lý, người nhà không được phép can dự, thậm chí không được gặp người bị tình nghi. Vậy cho nên, thế này là kết cục tốt nhất. Nhưng nếu không chịu nói thật, kể cả Sa Long có trở về, thì cô cũng không gặp được cậu ấy.
Bây giờ mời cô trả lời câu hỏi của tôi. Người hôm đó cướp cô đi, cô có quen không? Vậy lúc đó ở trong phòng kính, người đó đã nói gì với cô? Không có. Không nói gì hết sao? Vậy trên đường đi, người đó có nói gì hay không? Không có. Người này ghê đấy. Cướp cô đi mà quản đường không nói lấy một câu. Chả nhẽ bị câm. Được. Vấn đề này tôi tạm thời không nói nữa. Nhưng cô phải cho tôi biết, tại sao hôm đó cô lại đẩy Điền Nụ? Vấn đề này anh vẫn nên đi hỏi Điền Nụ. Đúng. Lần đầu tiên gặp Diệp Bách Hợp, tôi đã không thích cô ta. Từ lúc Sa Long lấy cô ta, chúng tôi đúng là không hòa thuận. Trong cả quá trình cũng có mấy động tay động chân. Thực ra cũng không có coi là động tay, là tôi xử lý cô ta. Sao? Cô ta gặp chuyện, các anh cho rằng là do tôi tìm người báo thù hại cô ta sao? Không, không, không. Tôi không có ý đó, cô đừng hiểu nhầm. Được rồi, tôi chỉ có mấy vấn đề ấy thôi. Tôi thấy lạ thật đó. Chức vụ của anh là đội trưởng đội tuyên truyền Mãnh Hổ Doanh, sao việc này cũng đến tay anh làm vậy? Việc này đáng lẽ phải để người của tổ chức điều tra cơ mật làm mới đúng chứ. Quỳnh tiểu thư khá là hiểu biết về cán bộ và cơ cấu cán bộ của quân đội cách mạng nhỉ? Những thứ này chắc không phải là lão Lan nói với cô chứ? Chẳng lẽ cô không tự hỏi là tại sao tôi lại hỏi cô mấy câu này sao? Tôi cũng không biết, chỉ là thuận miệng nói ra thôi. Sao? Bởi vì câu nói ấy của tôi, anh liền cho rằng tôi là Quỳnh Gia Tuệ sao? Nếu như anh tự tin vào phán đoán của mình như vậy, sao không dứt khoát cô tôi là cô ấy luôn đi? Biết đâu có thể giúp tôi tìm lại trí nhớ. Bởi vì cho đến bây giờ, cô vốn chưa từng nghĩ đến việc tìm hiểu về quá khứ của mình. Tiện đây tôi hỏi cô một câu, tối gì Bách Hợp xảy ra chuyện, Liên Thanh nhà tôi về lúc nào vậy? Cô tận mắt thấy cô ấy về phòng sau. Xin lỗi, lúc đó tôi không nhìn đồng hồ. Tôi chỉ nhớ mang máng có nghe thấy tiếng đóng cửa, chứ không nhìn thấy người. Sao thế? Cô ấy có vấn đề gì sao? Không có, chỉ là điều tra theo lệ thôi. Chuyện gì Bách Hợp bị người ta đưa đi, chúng tôi còn phải loại trừ những người bị tình nghi. Lại còn đóng cửa nữa. Coi như em không tồn tại sao? Đi, mà đi xem. Đừng đi. Sao lại không đi? Đi nào. Như thế không tốt đâu. Có gì cũng tốt chứ. Thanh Liên. Được rồi, đừng im lặng nữa. Hai người các cô nói trước đi. Đừng tự cho mình là trong sạch. Cô cũng chẳng phải là tốt đẹp gì. Cho dù nói thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ không bán mình cho quân phiệt. Cũng chưa chắc. Hơn nữa, con mắt nào của cô nhìn thấy tôi bán mình cho quân phiệt. Vậy cô cướp quyển sổ của tôi để đưa cho ai? Tôi. Đây là tôi nhặt được ở dưới đất. Không phải cô bị ngất thì tôi có thể nhặt được sao? Tôi nói này, sao cô không đi chất vấn người mà khiến cô ngất đi, mà cứ đến làm khó tôi vậy? Mở cuộc họp gia đình sao? Đổi cả nữ chủ nhân luôn rồi sao? Không phải em đang nói linh tinh cái gì vậy? Nghiêm túc đi. Đúng rồi, tôi đã bị Bách Lộ đâm kim vào người nên mới ngất đi. Sao thế? Sao? Mọi người lại nhìn tôi như vậy?
Diên Phương gian thương ở Vũ Xương. Quá tốt rồi, Di tiên sinh. Đến khi nào tôi mới có thể lấy được tình báo ở chỗ Di Bách Hợp đây? Rất nhanh thôi, người của tôi đã đóng quân ở quân cách mạng. Chỉ cần tình báo đến tay, sẽ lập tức đưa đến đây. Làm tốt lắm, dốc sức vì chính phủ Bắc Dương. Đấy là chuyện mà kẻ hèn này nên làm. Xin hỏi ông là Diên Phương, Diên tiên sinh phải không? Là tôi đây. Chúng ta biết nhau sao? Tôi muốn bàn với ông về chuyện làm ăn lớn. Chúng ta có thể nói chuyện một lát được không? Xin lỗi, tôi trước giờ không bàn chuyện làm ăn với người không quen biết. Trừ khi anh nói cho tôi biết anh là ai bảo anh đến.
Xin hỏi anh là ai? Thượng tá Võ Bình, xin giới thiệu với ngài, đây là bạn làm ăn với tôi. Xin chào, tôi là chủ tịch hội thương nghiệp Hoa Dương, Trần Thành Dân. Anh biết nói tiếng Nhật sao? Tôi là người Nhật, đương nhiên biết nói tiếng Nhật. Trần Thanh Dân là tên tiếng Trung của tôi. Thế nào? Anh ở thành phố nào của Nhật Bản? Ở Nagasaki. Anh từng đến đó chưa? Thượng tá Võ Bình, sao đột nhiên anh lại quay lại rồi? Ngài nói chuyện gì sao? Trần Thanh Dân, hội thương nghiệp Hoa Dương, chúng ta có quen biết nhau không? Chắc là không đâu. Tôi đi đây đi đó, thời gian ở lại các thành phố cũng không lâu. Hơn nữa Phạm là người tôi từng gặp, tôi ác sẽ nhớ. Viên tiên sinh biết trí nhớ của tôi rất tốt, đúng không? Đúng thế. Anh Thành Dân từ nhỏ đã như vậy, trí nhớ xuất chúng, có khả năng xem qua là nhớ. Từ nhỏ sao? Nói vậy hai người quen nhau từ rất lâu rồi. Đúng vậy, chúng tôi từ nhỏ đã sống chung với nhau rồi. Viên tiên sinh, ông đừng có nói với tôi là ông lớn lên ở Nhật Bản đấy nha. Ngược lại, là tôi từ nhỏ đã đến Trung Quốc, sống với Viên tiên sinh trong cùng một ngôi nhà. Đúng là như vậy, đúng là như vậy. Nếu đã thân thuộc như vậy, sao lại cứ đứng nói chuyện ở ngoài hành lang? Sao lại không mời bạn ông vào vòng hàng huyên nói chuyện? Bởi vì tôi không muốn ở đây bàn chuyện làm ăn với anh ấy. Đây chuẩn bị mời ông ấy dùng bữa cơm. Là vậy sao? Anh có ngại không nếu như tôi dùng bữa cơm với hai người? Đùa thôi, rất vui được làm quen với hai anh. Tiếng Trung của anh rất giống giọng của người Quảng Đông. Tôi nói đúng rồi phải không? Giờ này ở Quảng Đông chắc nóng lắm nhỉ? Bắn lấy hắn! Đuổi theo cho ta. Em muốn anh nói gì chứ? Anh nói xem. Anh bảo em và chị Bách Lộ ngay cả trong chừng hai người đó, không cho ra ngoài, không cho làm việc, ăn uống ngủ nghỉ đều ở cạnh nhau. Các anh thì hay rồi, chả thấy bóng dáng đâu. Em đây là kết hôn với ai chứ? Thành Liên, em nhỏ tiếng thôi có được không? Điền Nụ vẫn đang ở trong phòng đấy, đừng để người ta nghe thấy. Em có làm gì xấu đâu mà sợ cô ta nghe thấy chứ? Không phải, các anh cả ngày cứ len len lúc lúc làm cái gì hả? Em xem là giờ tính trẻ con ra đó phải không? Ai lén lén lúc lúc chứ? Bọn anh không phải là đang đợi tin tức sao? Hơn nữa sao việc em đang làm không phải là công việc chứ?
Hiện giờ em đang làm công việc rất quan trọng. Anh đừng có lừa em. Đây là công việc gì chứ? Em không muốn làm nữa. Vậy anh còn muốn ra trận đánh quân phiệt đây này? Em cho rằng anh tình nguyện ở đây sống như vậy chắc? Anh có ý gì? Anh không muốn sống với em nữa à? Đại tỷ à, anh có nói là không muốn sống với em đâu. Anh gọi em cái gì cơ? Trợ lý Triệu, em nghe anh nói này. Gọi em là Thanh Liên. Em làm gì vậy? Em không thể nói chuyện đàng hoàng được hay sao? Cứ gần cổ phải nói chuyện như vậy được à? Cho gà hay sao? Anh gọi tên em thì em sẽ không gào lên nữa. Em là như thế đấy, giọng to. Triệu Thanh Liên, bỏ họ đi, gọi trực tiếp tên em thôi. Tại sao? Em muốn đổi họ sao? Đúng là nên đổi. Xui xẻo tám đời mới cùng họ với anh. Gọi tên em. Thanh Liên, gọi to lên, không nghe thấy. Thanh Liên, to nữa lên. Không thôi em gào lên đấy. Em gào lên đi. Gào tiếp đi. Không thôi đấy, sau này anh gọi em một từ là được. Liên, như thế càng thân mật. Cũng được. Anh gọi em như thế cũng thấy vừa ý. Em hài lòng với anh không bằng lòng đấy. Đây là làm gì vậy? Có gì thì nói đi. Lề mà lề mề có vấn đề gì hay sao? Chỉ cho quan đốt nhà mà không cho dân thắp đèn hay sao? Không cho em gào thì em gào cái gì chứ? Được rồi, được rồi, được rồi. Chúng ta nhỏ tiếng lại có được không? Em mà nói đi. Em gọi anh qua đây, rốt cuộc là có chuyện gì gấp vậy? Em chỉ muốn nghe một lời nói thật của anh. Anh dứt bọn em vào đây chỉ vì đợi tin tức trong thành thôi sao? Tất nhiên rồi. Không tin thì em đi hỏi tiểu đoàn trưởng Mai đi. Việc này hỏi đoàn trưởng Mai làm gì? Không phải em không tin hay sao? Hay là giờ đi hỏi luôn đi? Không cần. Em chưa bao giờ không tin anh. Thế không phải xong rồi sao? Bạch Lộ, em cứ kiên nhẫn chờ đợi. Viện của dì Bách Hợp sắp có kết quả rồi. Vậy sau đó thì sao? Sau đó? Sau đó cái gì cơ? Sau đó anh có thể chung sống cùng em mỗi ngày không? Bạch Lộ, dì Bách Hợp, dân cô đang ở trong phòng đấy. Em nói những lời này để người khác nghe thấy thì cũng hay đâu. Nào, để anh rót cho em cốc nước. Bạch Lộ, anh biết trong lòng em chịu nhiều ấm ức. Kết hôn lâu như vậy rồi mà chúng ta mãi chưa có thể ở bên nhau. Nhưng hiện tại quân phiệt vẫn chưa bị chúng ta đánh bại hoàn toàn. Anh nghĩ rằng lúc này chúng ta không nên nói đến chuyện yêu đương. Chúng ta nên, là anh nói em đều hiểu. Nhưng mà hiện giờ chúng ta ngay cả cuộc sống ở mức tối thiểu cũng không có. Em thấy vậy là không bình thường. Mức tối thiểu của cuộc sống là sao? Anh đừng hiểu lầm. Em không có ý gì đâu. Ý em là ít nhất chúng ta cũng nên cùng nhau giao lưu tình cảm, cùng nhau trò chuyện. Nhưng mà hiện giờ anh đi cả ngày không về, cứ như là đang tránh mặt em vậy. Em không có chỗ nào làm tốt hay sao? Em xem em nói kìa. Những thứ em làm đã vượt qua sự tưởng tượng của anh rồi. Thật đấy, em làm tốt rồi. Em làm gì vượt qua sự tưởng tượng của anh vậy? Không phải. Cái đó là do anh so sánh như vậy. Đó chính là câu cảm thán thôi, không có ý gì khác. Anh xem, đây chính là vấn đề giữa hai chúng ta. Nói năng cẩn thận, dè dặt, chỉ sợ nói sai cái gì đó sẽ làm đối phương tổn thương. Sơn Hải, chúng ta là vợ chồng, không nên như vậy. Em nói đúng. Anh nhất định sẽ thay đổi. Thực ra em càng hy vọng quay lại trạng thái trước khi em đến bên bộ đội hơn. Lúc đó tuy rằng chúng ta quanh năm không gặp nhau, nhưng trong lòng càng không có gánh nặng. Không giống như bây giờ, em cứ luôn cảm thấy cứ như là đã xảy ra chuyện gì đó vậy. Em thấy rằng đây không phải là trạng thái mà chúng ta nên có. Cho dù là có cãi nhau, giống như là Thanh Liên hai người họ, thì đó cũng là cuộc sống. Chúng ta tại sao phải giống như nhà Bạch Lộ chứ?
Vốn dĩ là như vậy mà. Anh xem hai vợ chồng họ, nói năng nhỏ nhẹ, tâm đầu ý hợp, tôn trọng nhau. Tôn trọng nhau như khách thì gọi gì là vợ chồng? Không phải vợ chồng thì là gì? Giống anh thì chả có gì tốt cả. Đều là bị người đẹp làm ầm ĩ đây sao? Anh nói cái gì? Cái đó, anh nói là Triệu Thạch Lỗi giống anh cũng bị vấn đề này làm cho đau đầu. Không đúng, anh vừa mới nói đến người đẹp. Người đẹp gì chứ? Chúng ta chưa kết hôn được bao lâu, không phải anh đã có người phụ nữ khác rồi chứ? Em đang nói cái gì vậy? Anh dù sao cũng là cán bộ của quân cách mạng, sao lại có cái tư tưởng như vậy được chứ? Cái này cũng liên quan đến tư tưởng của anh. Quan trọng là tim anh, vốn không ở chỗ của em. Bạch Lộ, em nghĩ nhiều rồi. Anh xin em đừng bao giờ nghĩ như vậy. Vậy em nghĩ như thế nào được chứ? Ở chỗ này có người phụ nữ nào mà không quan tâm anh đâu? Anh chỉ không quan tâm đến em thôi. Anh không có không quan tâm em. Đây không phải là xảy ra chuyện sao? Nhưng anh chưa từng nói với em là anh nghĩ như thế nào cả. Em không muốn suốt ngày sống trong suy đoán. Vậy em đừng suy đoán nữa. Bạch Lộ, sẽ trôi qua nhanh thôi. Em nhất định phải tin anh. Không phải em không tin anh, chỉ là em thật sự không hiểu tất cả những chuyện này là gì cái gì. Không phải, vậy rốt cuộc em muốn cái gì vậy? Trái tim của hai ta nếu không ở cạnh nhau, chi bằng chúng ta, chi bằng chúng ta chia tay đi. Chúng ta ly dị đi. Phản rồi, phản rồi. Đây là làm phản rồi. Anh nói xem thật tôi. Anh nói xem tôi là gì cái gì chứ? Triệu Thành đổi tôi đánh quân phiệt cho đến bây giờ, trước giờ có chừng nào ác liệt tôi đều xông vào, không có chuyện tôi không xử lý được. Tôi hỏi anh, anh nói xem tôi từng sợ ai chưa? Tôi đã từng sợ ai chưa? Giờ thì hay rồi, tôi lấy vợ còn chưa làm được gì, cô ấy thì hay rồi, tự nhiên rồi chia tay. Anh nói xem, chúng ta mà nói chuyện chia tay thì cũng phải là do mấy thằng đàn ông chúng ta nói ra chứ. Cô ấy đỏ mặt tía tay nói ra như vậy còn hệ thống gì nữa? Anh bảo tôi, anh nói xem cái mặt của tôi giấu đi đâu được chứ? Tôi nói anh biết, việc này mà truyền ra ngoài, đừng nói là đánh quân phiệt, ra ngoài cửa có khi bị nhổ nước bọn dìm chết đấy chứ. Anh nói xem có đúng không? Chuyện này thành ra cái gì chứ? Anh vốn không có ý định kết hôn, thế này không phải đúng ý anh hay sao? Anh kích động vậy làm gì chứ? Anh nói cái gì cơ? Không phải chuyện của anh nên anh không lo đúng không? Không phải anh cũng nói Lý Bạch Lộ đòi ly dị sao? Anh giả vờ mình đồng gia sát làm cái gì chứ? Anh nói đi. Gào lên, gào to lên. Có bạn lĩnh thì gào lên cho mọi người cùng biết. Có bạn lĩnh thì tìm Triệu Tinh Liên mà gào. Không phải chứ, anh gào lên với tôi làm gì? Tôi nói cho anh biết, cô ấy đừng hòng chơi chiều này với tôi. Muốn chia tay là chia tay sau. Đừng có mơ, cả đời này cô ấy cũng đừng nghĩ đến. Tôi không chia tay đấy. Anh nói xem, hôn nhân cách mạng của chúng ta, cô ấy muốn chia tay là chia tay sau. Triệu Thạch Lỗi ơi là Triệu Thạch Lỗi, theo tôi thấy là tư tưởng của anh không đoan chính. Chủ nghĩa đàn ông quá lớn thì có, đừng có nói người ta bụng dạ hẹp hòi nữa. Người thực sự lòng dạ hẹp hòi là anh đấy. Nhìn cái gì mà nhìn, tôi nói cũng đúng sao? Có giỏi thì anh lôi qua đấu viên ra đây để nói rõ với bọn họ. Anh còn ở đây đập bàn đá ghế thì có giải quyết được vấn đề gì sao? Chuyện của qua đấu viên anh nói bé thôi. Có to bằng giọng của anh lúc nãy không? Cái đồ đáng ghét đó. Tôi nói anh hay, đợi tôi tóm được cô ta, tôi sẽ bóp chết cô ta. Tôi sẽ bóp chết cô ta. Tôi sẽ ấn đầu cô ta xuống đất. Anh cái gì mà anh gào lên cái gì chứ? Anh như vậy có giải quyết được vấn đề hay không?